Thực ra thì trời sinh một cặp, anh vẫn có muốn một cái cặp đôi mà ở đó nó có một cái sự hòa hợp về không chỉ giọng hát, không chỉ cảm xúc, mà nó còn có sự hòa hợp về âm và dương một cách đẹp đẽ ở trên sân khấu, đúng không? Và một vòng tay như thế thì tất nhiên là chỉ có anh Dũng mới có thể. Rất nhanh nhẹn đứng dậy và đang giơ vòng tay luôn. Và xin chúc mừng đội trưởng Hồ Trung Dũng. Hãy cùng chào đón thí sinh đứng dậy với đội của mình. Hy vọng là qua vòng sau mình tự tin lên em nhé. Đó, nhìn nó đẹp rồi. Anh Dũng đủ ấm áp để có thể sưởi ấm được. Có thể là với những trải nghiệm trước đó của Quỳnh Lương, để cô ấy có thể tự tin hơn, mỉm cười nhiều hơn trên sân khấu của Trời Sinh Một Cặp nhé. Xin chúc mừng Quỳnh Lương.